Đây là mẫu lồng chòe than chất liệu bằng tre già nhé, và chân thì em kiểu làm chân lá đề này. Đó, size của lồng sẽ là 42 cm, toàn bộ chiếc lồng được làm hoàn toàn bằng tre già nhé. Chiếc lồng này thì cực kỳ bền cho anh em này, anh em chơi thì thoải mái luôn. Đây, đây là cái phần cửa này, để xuống rất là tiện luôn nhé. Đó. À, với cái lồng này thì em làm tận 6 nẹp cơ, rất là chắc chắn luôn này, nguyên cái phần nẹp là 6 nẹp này. Đây anh em nhìn thấy cái mắt tre không ạ? Đây là những cái mắt tre rất là già này. Đấy, muốn kiểm tra chiếc lồng nó có dài hay không thì anh em nhìn cái phần mắt tre này. Đó, mắt tre là màu đen đen như vậy thì là cái lồng già nhé. Đấy, nan thì em sẽ có kèm nan dự phòng cho anh em này. Đấy, trong phòng trường hợp mà anh em để rơi hay làm gì đó. Đấy, thì có nan dự phòng cho anh em nhé. Đấy, bên này thì bên em đang có chương trình tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em, gồm móc này, nậm này, cầu cống và áo lồng. Giá là 1.650.000 đồng. Tuy nhiên anh em nào lên đơn trong ngày hôm nay thì còn 1.600.000 đồng nhé. Đấy, anh em tranh thủ lên đơn. Đây một cái bộ lồng hàng kỹ che già cho anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì em có rất nhiều các mẫu lồng khác nữa. Anh em hãy nhớ follow kênh để cập nhật thêm các mẫu lồng tại siêu thị lồng chim nhé.